Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Những ngày vừa qua, nếu như chúng ta có cơ hội đi ra ở bên ngoài đường, đặc biệt là ở những nơi đông đúc, những trung tâm mua sắm, những nơi mà những siêu thị lớn, chúng ta sẽ để ý thấy một điểm rất là đặc biệt là đâu đó những hình ảnh, những giai điệu Giáng sinh đã bắt đầu xuất hiện. Có một số điều tôi phải nói rõ ràng trước khi chúng ta đi vào cái phần nghiên cứu Kinh Thánh ngày hôm nay. Chúng ta không có tin rằng Đức Chúa Giêsu đã Giáng sinh trong cái đêm 24-25 tháng 12. Thậm chí rất nhiều tài liệu cho biết rằng Đức Chúa Giêsu, sự ra đời của Ngài thậm chí còn không diễn ra vào tháng 12 nữa. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn, đó chính là Kinh Thánh cho chúng ta cái lời đảm bảo là cách đây hơn 2.000 năm. Trong cái dòng lịch sử của con người của chúng ta, con trời đã giáng thế làm người. Do đó mà cứ để cho những người khác họ tranh luận về thời điểm chính xác về sự ra đời của Đức Chúa Giêsu, tôi muốn chúng ta nói về một ý nghĩa khác. Tôi muốn chúng ta nói về ý nghĩa của cái sự ra đời của Ngài. Đức Chúa Giêsu ra đời để làm gì? Tại sao con trời phải giáng thế làm người? Và tôi nghĩ rằng cái lý do đó nó quan trọng hơn là việc mà chúng ta tranh luận về ngày, tháng, năm, những cái chuỗi sự kiện nó mang tính chất lịch sử như vậy. Có thể có những bài chia sẻ khác chúng ta đã nghe và nhìn từ những cái góc độ khác nhau. Trong cái buổi hôm nay tôi muốn chúng ta cùng lật ở trong sách Tin Lành của bác sĩ Luca. Ông cũng viết lại câu chuyện về việc Đức Chúa Giêsu ra đời. Nhưng thông điệp của bác sĩ Luca viết lại cho chúng ta một cái góc nhìn khác về ý nghĩa của sự ra đời của Ngài. Một điểm thú vị khi chúng ta đọc những cái đoạn đầu tiên của sách Luca, cả ba lần Luca đề cập tới những cái sự kiện liên quan tới sự ra đời của Đức Chúa Giêsu. Cả ba lần ông đều nhắc tới vai trò của các thiên thần, những sứ giả từ trời đã đến để liên kết, để gặp gỡ, trò chuyện với con người của chúng ta. Và điểm thú vị ở đây là cả ba lần khi các thiên sứ xuất hiện như vậy, họ đều đưa ra cùng một cái lời mở đề. Và tôi nghĩ đó cũng chính là một trong những thông điệp Giáng sinh muốn gửi đến cho từng người chúng ta ngày hôm nay. Xin chúng ta lật ở trong sách Luca đoạn 1 câu số 13. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Đầu tiên là thiên sứ hiện ra cùng một thầy tế lễ tên là Sa-cha-ri. Và ông đang thực hiện một cái chức vụ rất là quan trọng ở trong đền thánh. Và ngay lúc mà ông đang làm cái công việc mà mình được giao như vậy, thiên sứ của Chúa hiện ra. Ở câu số 12 trước đó, khi Sa-cha-ri nhìn thấy thiên sứ thì ông bối rối và sợ hãi. Và ngay cái giây phút ông sợ hãi như vậy, ông nhận được cái thông điệp, cái lời đảm bảo là đừng sợ. Lần thứ hai, cũng ở trong đoạn 1 đó, câu số 30, một nhân vật khác, lần này là một người phụ nữ, hay chính xác hơn là một thiếu nữ, đã nhận được cái lời từ trong Kinh Thánh. Sách Luca đoạn 1 câu số 30, thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng lần thứ hai, trong cái cuộc gặp gỡ giữa sứ giả từ trời và con người của chúng ta, và cái phần mở đầu cũng tương tự như vậy, với hai chữ, đừng sợ. Và rồi cuối đoạn 1 của chúng ta, lần này cũng là sứ giả từ trời. Và lần này cũng những tác nhân là con người của chúng ta. Ở trong sách Luca đoạn 2 câu số 10, câu chuyện kể về các mục đồng đương chăn chiên ở nơi ngoài đồng giữa đêm tối như vậy. Sách Luca đoạn 2, tôi đọc từ câu số 8 trở đi. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái điểm thú vị là cả ba lần trong cái cuộc gặp gỡ giữa sứ giả từ trời
và con người đều xoay quanh cái những cái chuỗi sự kiện liên quan tới sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Cả ba lần khi mà cái cuộc gặp gỡ đó diễn ra, con người của chúng ta đều đang ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái tình huống mà họ đầy dẫy sự sợ hãi. Và cả ba lần, lời đầu tiên mà sứ giả từ trời mở miệng ra đều là cái lời trấn an, cái lời an ủi, cái lời động viên khích lệ con người của chúng ta là đừng sợ. Chúng ta cũng đang sống ở trong một cái thế giới mà con người của chúng ta đầy dẫy sự lo lắng, thậm chí rất nhiều người đang sống trong sự sợ hãi. Và nếu như ai trong chúng ta giờ phút này đang ở trong cái hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng câu chuyện Giáng sinh là dành cho chúng ta. Không phải chỉ ở trong tháng 12 này, không phải chỉ ở trong cái mùa Giáng sinh này, mà cái thông điệp của Kinh Thánh mỗi ngày ở trong năm đều như là một cái lời động viên, một cái lời nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta không cần phải sợ hãi. Lý do tại sao mà chúng ta không cần phải sợ hãi? Chúng ta có được từ ở trong Kinh Thánh. Mỗi lần thiên sứ của Chúa lại đưa ra một cái lý do khác nhau, mỗi lần một cái góc nhìn khác nhau. Tôi trở lại sách Luca đoạn 1 phần đầu. Sa-cha-ri và vợ ông là Elizabeth. Kinh Thánh viết ở trong sách Luca đoạn 1 câu số 7, hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Đôi vợ chồng lớn tuổi này họ đã chung sống với nhau nhiều năm. Và giờ phút này ở cái thời điểm tuổi cao tác lớn, ở trong một cái thời điểm, ở trong một cái xã hội mà mọi người đều kỳ vọng, mọi người đều đặt cái sự hy vọng và mong chờ của mình nơi con cái, những cái người nói giỏi, nơi mà họ có được sự đảm bảo về tương lai, đặc biệt là trong những cái năm tháng cuối đời của mình. Nhưng cái điều này đã không xảy ra ở trong gia đình của Sa-cha-ri. Có lẽ đã có rất nhiều lần ông và vợ của mình đã dâng lên những cái lời cầu nguyện khẩn thiết đối với Chúa để hy vọng rằng một cái phép lạ có thể xảy ra. Nhưng mà rồi họ đã dần bắt đầu tuyệt vọng, bởi vì theo như năm tháng trôi qua, tuổi tác càng lúc càng lớn, và đặc biệt theo như cái hiểu biết kiến thức của con người, họ đã nghĩ rằng đã vượt qua cái cột mốc ở cái thời điểm mà có thể có một cái điều kỳ diệu gì đó xảy ra cho mình. Và ngay lúc như vậy, sứ giả từ trời đã được sai đến với ông. Câu số 8, vả Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lễ các thầy tế lễ cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Đức Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở bên ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ song hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói với người rằng: hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhận rồi. Lý do đầu tiên để chúng ta không phải sợ hãi đó chính là có một Đức Chúa Trời ở trên trời kia lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Có thể Đức Chúa Trời không có nhậm lời ở trong cái thời điểm mà chúng ta mong đợi. Có thể Sa-cha-ri và vợ của ông đã mong muốn cái điều đó nó xảy ra sớm hơn, khi mà họ còn trẻ tuổi hơn, khi mà họ nghĩ rằng mình còn sức để mà gọi là nuôi dạy con cái, khi mà họ nghĩ rằng mình giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác để có con ở cái thời điểm mà xã hội, mà con người đánh giá là tốt nhất cho cái việc nuôi dạy con trẻ. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất, và Ngài chọn trả lời cái điều mà chúng ta cầu xin ở cái thời điểm mà Ngài biết tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng điều mà Kinh Thánh muốn khẳng định với chúng ta ở đây đó chính là có một Đức Chúa Trời quan tâm, có một Đức Chúa Trời lắng nghe những gì chúng ta cầu xin, và quan trọng hơn, một Đức Chúa Trời có đủ khả năng để nhậm lời, để thực hiện những gì mà chúng ta cầu xin. Và đó là do tại sao mà Sa-cha-ri được cái lời phán dặn là đừng sợ, là bởi vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Tôi không biết chúng ta mỗi người đang rơi vào một cái hoàn cảnh gì ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi không biết chúng ta đã trải qua bao lâu ở trong cái sự tha thiết cầu nguyện. Nhưng câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta cùng nhau học hỏi hôm nay là một lời gợi nhớ cho chúng ta về một lý do mà tại sao chúng ta không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Vì ở đây
lời cầu nguyện ngươi đã được nhập rồi. Đức Chúa Trời mà Sachari thờ phượng, Đức Chúa Trời mà Elizabeth đã dành cả cuộc đời của mình để đặt chọn niềm hy vọng của bà và của chồng bà ở trong Ngài, cũng chính là Đức Chúa Trời mà ngày hôm nay quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi thờ phượng. Ngài vẫn không thay đổi, Ngài vẫn đầy quyền năng như cách đây hơn 2000 năm như thế nào, thì đó cũng là Đức Chúa Trời mà ngày hôm nay Kinh Thánh mời gọi chúng ta cũng đặt chọn cuộc đời của mình, niềm tin của mình và kể cả tương lai của mình ở trong tay Ngài. Đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhận rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp tục kiên trì ở trong sự cầu nguyện của mình, tiếp tục phó thác đường lối của mình ở trong Chúa, và rồi ở thời điểm thích hợp chúng ta sẽ nghe rõ ràng tiếng phán của Chúa, và điều sẽ đem lại cho chúng ta sự vui mừng đó chính là chúng ta cũng sẽ nghe được những lời mà Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đã phán với lại Sachari. Tôi tin rằng có một Đức Chúa Trời quan tâm, một Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện cho dù chúng ta có thì thầm nhỏ bé như thế nào. Không cần những lời châu chuốt, không cần những lời cầu nguyện văn hoa bóng bẩy, có một Đức Chúa Trời hiểu được nỗi lòng của quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi. Tác giả của Thi Thiên đã cho chúng ta một cái lời cam kết, một cái sự đảm bảo ở trong sách Thi Thiên đoạn 139: kể cả lời chưa thốt ở nơi miệng của chúng ta, Chúa đã biết hết tất cả mọi điều đó. Do đó mà không có lý do gì để chúng ta phải tiếp tục sống ở trong sự sợ hãi. Và Giáng sinh, câu chuyện Giáng sinh là một lần nữa đảm bảo với chúng ta rằng có một đấng sẵn sàng cất đi tất cả mọi sự sợ hãi của con người của chúng ta. Sách Luca đoạn 1 câu số 26 trở đi. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở và nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Một cái lý do thứ hai để mà chúng ta không cần phải tiếp tục sống ở trong sự sợ hãi, đó chính là vì chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện này chúng ta nhìn thấy giữa bao nhiêu người nữ, Mary đã được lựa chọn. Bà được lựa chọn để mang trên mình một sứ mạng. Bà được lựa chọn để trở thành một cái nguồn ơn phước cho những người mà có cơ hội tiếp xúc với bà. Và quan trọng hơn hết, bà được lựa chọn để Đức Chúa Trời có thể bày tỏ quyền năng cả thể của Ngài qua cuộc đời của bà. Mary được chọn để trở thành người sanh ra Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc của cả nhân loại ở mọi thời đại. Đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Hết lần này tới lần khác ở trong Kinh Thánh đã cho chúng ta những câu Kinh Thánh về việc mà Đức Chúa Trời luôn luôn muốn chọn những con người của Ngài ở khắp nơi, ở mọi thời đại. Không phải chỉ riêng người Do Thái, không phải chỉ riêng một mình dòng dõi của Abraham, không phải chỉ có một vài người nào đó ở trong câu chuyện của Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta cái lời đảm bảo rằng tất cả mọi người ở trong cuộc đời này đều là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu, một trong những sứ mạng mà Ngài đến thế giới này là để cho con người của chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời là như thế nào. Đó là tại sao mà một trong những danh xưng của Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài không phải ở quá xa, Ngài không phải ở một cái nơi mà chúng ta không có mối liên lạc gần gũi với Ngài, Ngài không phải ở tích ở một nơi mà chúng ta chỉ có khái niệm lờ mờ về Chúa. Chúa muốn sống giữa con người của chúng ta để chúng ta có thể hiểu rõ ràng hơn. Và khi Đức Chúa Giê-xu thực hiện chức vụ của Ngài, một trong những lần mà gọi là các môn đồ cầu xin Chúa, xin dạy cho chúng tôi cách cầu nguyện. Và Đức Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi đã mở đầu cái bài dạy cho môn đồ về nên cầu nguyện như thế nào: lạy Cha
chúng con ở trên trời. Khi thốt lên những cái lời mở đầu như vậy là một cái sự thừa nhận của chúng ta rằng tất cả mọi người ở trên cuộc đời này đều chỉ có chung một Chúa, một Cha. Và nói điều đó có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều ở trong cùng một đại gia đình. Cho nên mà đối với Chúa, tất cả đều là những con cái của Ngài. Có những người nhận biết được điều đó, nhìn nhận Ngài và sống như cách là họ là con của Đức Chúa Trời. Cũng có những người không hề biết điều đó. Có những người biết nhưng mà lại chọn thế gian. Thì cho dù sự lựa chọn của chúng ta như thế nào, sự hiểu biết của chúng ta ra làm sao, mỗi người trong chúng ta vẫn là con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn ban cái ơn đó cho tất cả mọi người. Tất cả những gì mà chúng ta làm, đó là sự đáp lời của chúng ta. Nhưng mà tôi không tin rằng chỉ có một vài người lác đác nào đó trong Kinh Thánh được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta đều có thể nhận lãnh được cái ơn đó nếu như chúng ta mở rộng lòng mình đón nhận Chúa. Và đặc biệt ở trong cái thời điểm rất đặc biệt như thế này, ở trong năm, khi mà cả nhân loại thông qua tất cả những hình ảnh, thông qua tất cả những lời ca, tiếng nhạc, và thông qua tất cả những sứ điệp đều hướng con người chúng ta nhớ về một sự kiện đặc biệt ở trong lịch sử. Con trời đã giáng thế làm người. Có thể Mary đón nhận cái sứ điệp này với những sự lo âu ở trong cuộc đời của mình. Bà đang sống ở một cái thời điểm mà con người nhìn về cái mối quan hệ vợ chồng đầy khắt khe hơn là cái xã hội quá thoáng chúng ta đang sống ngày hôm nay. Ở trong cái thời của bà Mary, khi mà một người con gái, một người phụ nữ mà chưa có chồng mà lại mang thai, thậm chí có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Do đó mà chúng ta có thể tưởng tượng được cảm giác của bà Mary khi mà nghe tin rằng mình sẽ chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Điều mà bà trả lời ở nơi đây, câu số 30 chúng ta đọc lại. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Câu 34, Mary bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Có thể Mary không hiểu hết tất cả mọi chi tiết của những gì mà sẽ xảy đến cho cuộc đời của mình. Bà không có quá tường tận kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bà chỉ biết một điều là Đức Chúa Trời có kế hoạch của Ngài. Và trong cái kế hoạch đó, bà đã được chọn để ở trong đây ghi: vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi thích ở cái câu số 38. Và đây cũng chính là cái điều mà mỗi cơ đốc nhân của chúng ta cũng phải có một đồng một cái tinh thần, cũng cùng một cái thái độ như vậy. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy cho tôi như lời người truyền. Có thể trong quá trình chúng ta học hỏi Kinh Thánh, có thể trong những lúc chúng ta nghe những sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời qua các tôi tớ của Ngài, có đôi lúc chúng ta nhận thấy, hiểu ra được về bổn phận, về trách nhiệm, thấy được rằng có những chuyện mình cần phải làm, có những điều mà chúng ta biết Chúa muốn chúng ta phải thực hiện điều đó. Nhưng mà rồi đâu đó cái bản ngã của chúng ta, cái tôi của mình, lối sống của chúng ta không muốn thực hiện những cái điều đó. Vì nó đòi hỏi chúng ta phải cam kết, phải hy sinh, phải từ bỏ những gì mà tấm lòng của mình ưa thích. Nhưng ở trong đây chúng ta nhìn thấy, Mary hoàn toàn không hiểu hết tất cả những gì xảy đến với bà. Thậm chí bà cũng nhìn thấy được những cái hiểm họa của cái việc mà đón nhận tất cả những điều đó. Cái xã hội, quan điểm của xã hội, thành kiến của mọi người về cái hôn ước, trong cái cuộc hôn nhân mà bà sẽ sớm bước vào trong đó. Nhưng chúng ta nhìn thấy cái thái độ của bà Mary: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy cho tôi như lời người truyền. Bà chỉ biết một điều, bà không cần hiểu hết tất cả mọi điều,
Bà chỉ biết một điều, nếu như cái kế hoạch này là của Chúa, thì nó phải là cái kế hoạch tốt nhất cho cuộc đời của bà. Chính vì lý do đó mà tôi sẽ không có chất vấn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không có bày tỏ sự nghi ngờ nơi mệnh lệnh của Kinh Thánh về bổn phận của tôi phải thực hiện như thế nào. Tôi biết được rằng Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho con cái và tôi tớ của Ngài. Và tôi cũng muốn có được một cái tinh thần phụng sự, một cái sự đầu phục Chúa như những gì mà Mary đã bày tỏ ở trong đây. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta cũng có một cái tâm tình như vậy, khi chúng ta cũng có một sự sẵn lòng như vậy, thì chúng ta không cần phải sống bất kỳ thêm một ngày nào nữa ở trong cuộc đời này, ở trong sự sợ hãi. Đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta qua cái cuộc gặp gỡ thứ ba. Giữa đêm tối, các mục đồng họ cùng ngồi với nhau. Một cái công việc và rất là khó nhọc ở trong thời của Kinh Thánh. Chăn chiên là một công việc vất vả. Bởi vì đơn giản những con chiên ương bướng và hoàn toàn lệ thuộc vào cái sự chăm dình của những người chăn chiên. Đặc biệt những người chăn chiên, những mục đồng họ đang sống ở trong một cái thời điểm mà đất nước của họ, quê hương của họ đang ở dưới sự cai trị khắc nghiệt của những người La Mã. Có thể nói rằng họ nhìn không có nhìn thấy được tương lai có bất kỳ một ánh sáng nào, họ chỉ sống ngày qua ngày. Họ sống ở trong cái sự chờ đợi, trong cái sự hy vọng suốt hàng ngàn năm của cái dân tộc gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và rồi giữa cái đêm tối, giữa cái sự lạnh lẽo, giữa cái sự cô độc của ban đêm như vậy, tất cả mọi thứ đã chợt thay đổi. Thiên sứ của Chúa đã hiện đến với họ. Cái cảnh chói lòa, cái cảnh rực rỡ giữa đêm khuya đó đã làm cho tất cả mọi người không phải sợ hãi nữa. Và trong đây ghi rằng họ rất sợ hãi. Và thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Không phải chỉ riêng họ. Sự vui mừng này không phải chỉ dành cho các mục đồng, mà đây là sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, cho tất cả mọi người. Đương nhiên họ là những người đầu tiên đón nhận cái tin lành đó. Nhưng cái sự vui mừng này không chỉ giới hạn cho họ, mà cho tất cả mọi người. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Sự ra đời của Đức Chúa Giêsu đem lại niềm hy vọng, đem lại sự vui mừng cho tất cả mọi người ở trong cuộc đời này. Như tôi đã nói, bất kể chúng ta đang sống ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, nhưng câu chuyện Giáng sinh là một lời đảm bảo với chúng ta là có một Đức Chúa Cha yêu thương loài người. Ngài yêu thương đến nỗi mà Ngài sẵn sàng hy sinh con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu để chết thay cho mỗi cá nhân của chúng ta, thì không có lý do gì mà Chúa lại không cùng với chúng ta giải quyết những khó khăn, những nan đề ở trong cuộc đời của mình. Nếu như Đức Chúa Cha có thể hy sinh cái điều tốt đẹp nhất, cái điều cao quý nhất là Đức Chúa Giêsu, thì tất cả những thứ khác là quá tầm thường đối với Ngài. Bỗng chốc câu số 13 có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an ở dưới đất, ân trạch cho loài người. Chúng ta có thể sống trong sự bình an. Chúng ta có thể sống mà không còn sự sợ hãi ở trong cuộc đời nữa. Và đó là do tại sao mà chúng ta nhìn thấy từ câu số 15 trở đi. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo cùng mình. Họ không còn phải sống trong sợ hãi. Và họ cũng không muốn giữ cái điều vui mừng đó, cái tin lành đó chỉ riêng mình. Ở trong đây ghi, họ thuật lại, họ làm sáng danh Chúa, họ ngợi khen được Chúa Trời. Họ kể lại cho những người khác và để rồi những người khác, những ai đang sống trong sự tăm tối, ở trong sự sợ hãi,
cũng tìm được sự vui mừng, tìm được ánh sáng và tìm được sự bình an như những gì mà họ có. Do đó mà cả ba lần khi sứ giả từ trời có cơ hội tiếp xúc với con người, cả ba lần cho dù họ gặp gỡ những con người khác nhau, với những công việc, với những sứ mạng hoàn toàn khác nhau, nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng họ đều mở đầu cái câu chuyện của mình bằng một cái điệp khúc giống nhau. Đó chính là một cái thông điệp đem lại cho loài người sự hy vọng và sự an ủi. Đó cũng chính là một trong những thông điệp mà Giáng sinh muốn gửi đến cho toàn thể quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi. Chúng ta không cần phải sống trong sự sợ hãi nữa. Biết được rằng sống trong cái thế giới tội lỗi này, chúng ta vẫn còn phải đối diện với những sự khó khăn. Chúng ta vẫn còn phải gặp gỡ những sự đau buồn ở trong cuộc đời. Chúng ta vẫn còn phải đương đầu với những thử thách, với những cám dỗ ở trong cuộc sống. Nhưng không phải chỉ có nhiêu đó, mà chúng ta còn có phần còn lại. Chúng ta có Chúa, chúng ta có niềm hy vọng ở trong Ngài, chúng ta có lời hứa và chúng ta có sự đảm bảo là không cần phải chống trong sự sợ hãi. Hy vọng rằng trong cái mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta không phải chỉ đến hẹn lại lên về những cây thông Giáng sinh và những cái hình ảnh ông già Noel mà loài người đã đưa vào đó để làm cho lệch lạc đi ý nghĩa của Giáng sinh. Không phải chỉ là những bài hát, những ca đoàn, những món quà, những thứ mà chúng ta đã quá quen thuộc với hàng năm trong cái dịp Giáng sinh này. Nhưng mà ẩn ở trong đó, mỗi người chúng ta khi nhìn thấy những cái hình ảnh gợi nhớ cho chúng ta về câu chuyện Giáng sinh, tôi muốn với ông bạn chị em nhìn thấy nhiều hơn, nhìn về cái mùa Giáng sinh đầu tiên, nhìn về cái thông điệp mà thiên đàng muốn gửi đến cho từng người trong chúng ta, đó chính là đừng sợ. Và khi mỗi ngày chúng ta sống với là cái sự nhắc nhở như vậy, chẳng những một mình chúng ta mà qua đời sống của mình, qua sự làm chứng của chúng ta cũng sẽ giúp cho tất cả những người mà mình có cơ hội gặp gỡ và ảnh hưởng, và để rồi họ cũng như chính mỗi chúng ta sẽ sống ở trong sự bình an, không còn phải sợ hãi nữa. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Một trong những lý do con trời xuống thế giới này là để cất đi những gánh nặng của con người của chúng ta, để giúp cho chúng ta được giải tỏa cả những cái gánh nặng về thể xác và kể cả những cái sự gánh nặng về tâm hồn của mình. Chính Đức Chúa Giêsu đã đưa ra cái lời mời gọi: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Có còn lý do gì để ngăn cản chúng ta đến với lại con Đức Chúa Trời? Có còn lý do gì để cho chúng ta tiếp tục phải mang lấy những cái gánh nặng cho riêng mình ở trong cuộc đời? Và còn có lý do gì để cho quý ông bà anh chị em vẫn tiếp tục sống ở trong sự sợ hãi nữa hay không, khi chúng ta đã có lời mời gọi không thể nào tuyệt vời hơn từ Đức Chúa Trời? Ngài không chỉ gửi cái lời mời gọi đó qua những tôi tớ, những sứ giả của Ngài, mà lần này đích thân con trời đã đến thế giới này như là một cái lời mời gọi trực tiếp cho quý ông bà anh chị em cũng như cá nhân tôi. Hãy mở rộng tấm lòng của mình đón nhận Ngài. Đừng sợ, vì chúng ta đã có Cứu Chúa ở với mình. Amen.